Đó. Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Đó, hiện tại là mình đang ở địa chỉ là 172 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình nha các bạn. Đó, hôm nay là Trần Chân đứng bên địa chỉ mấy bên này. Đây, sầu riêng ghi 6 miền Tây. Lâu lắm rồi mới thấy Trần Chân thui các bạn. Trần Chân thui là ship cái muối rất là đẹp, rất là đỉnh các bạn. Đó, đây là trên đường Trường Chinh mình nè. Hấp dẫn quá. Rồi, khách luôn. Chào Yên trai. Dạ, bán sao kìa Trân ơi. Ôi à Trân ơi. Xấu lên. Rưỡi ký. 150 ký anh trai. Ghi 6, ghi 6. Zalo 1 của anh. Đó, cái này là bù lại cho anh trai cái muối nãy nó bị cháy nhẹ các bạn. Cái ngân hàng nào kìa Trân ơi, anh trai chuyển khoản. Agribank. Dạ, nó bán để em kêu nó đọc đọc số cho anh kìa. Dạ đúng rồi anh, Phương Trang đúng rồi đó. Thơm quá, thơm các bạn. Rồi ok, đã thấy thành công. Rồi cảm ơn anh. Muối dài. Trần Chân sắp muối là siêu đẹp các bạn. Đó.
tươi xanh như bức tranh. Rồi, cảm ơn anh. Dạ YouTube. À, anh là chủ đây hả anh? Không, chủ đây nè. Quay chơi gì? Bao nhiêu người thích xem không? Nhiêu? 7,5 hả? Vàng ôm thơm phức các bạn. Đây khách tới luôn. Đúng rồi, Phương Trang con. $750. Dạ rồi, cảm ơn cô. Sao lại lại thôi nha. À.